Trong cái trường hợp mà như bạn mô tả thì cái trường hợp của bạn là có thể có dị ứng với cả vaccine uốn ván. Thì đối với những người có tiền sử dị ứng mà dị ứng mức độ nặng, tức là từ phản vệ độ 2 đổ lên thì là chống chỉ định trong các trường hợp tiêm chủng, tiêm ngừa vaccine COVID. Còn nếu mà dưới, tức là dị ứng dưới mức phản ứng phản vệ độ 2 thì mình có thể tiêm tại các cơ sở bệnh viện và các cơ sở y tế có đủ khả năng cấp cứu ban đầu để đảm bảo an toàn nhất cho bạn. Chúc bạn sức khỏe.